Mới đây, một con kênh gần khu công nghiệp tại Bình Dương đã nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi nghi do nước thải, hóa chất độc hại từ các nhà máy trong khu công nghiệp. Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Bình Dương xác định khoảng 500 mét khối nước mưa có lẫn nguyên liệu sản xuất là chất hoạt động bề mặt của công ty cổ phần bột giặt Lis đã gây ô nhiễm cho kênh. Ngoài ra, việc khu công nghiệp Đại Đăng để nước mưa chảy vào hệ thống thu gom xử lý nước thải rồi tràn ra ngoài cũng góp phần gây ô nhiễm. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định. Sáng ngày 27 tháng 4, lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, nam thanh niên cầm súng cướp ngân hàng Techcombank có địa chỉ gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú sau gần một tuần bỏ trốn. Qua điều tra sàng lọc, công an đã xác định được nghi phạm tên Tuấn, người ở Uông Bí, Quảng Ninh. Khẩu súng Tuấn mang theo là súng dạng K-59. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, thanh niên này đã bịt mặt, đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo màu đen, tay đeo găng, giả dạng khách hàng đến chi nhánh Techcombank Sóc Sơn để cướp. Cũng tại Hà Nội, sáng nay, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, đơn vị đang điều tra xử lý vụ xe Mazda CX-5 tông xe đạp điện do một bé gái cầm lái, cuốn chiếc xe đạp điện vào gầm rồi bỏ chạy. Quá trình tháo chạy tiếp tục gây thêm một vụ tai nạn khác. Theo điều tra ban đầu, tài xế xe Mazda CX-5 gây tai nạn là anh Đô Hoang Trang, người Đài Loan. Thời điểm gây tai nạn, tài xế này có dấu hiệu say rượu. Kết quả đo nồng độ cồn sau tai nạn xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn. Đến hôm nay ngày 27 tháng 4, chiếc ô tô trong vụ tai nạn làm 4 người chết, 1 người bị thương ở Vĩnh Phúc vẫn nằm dưới vực sâu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo cho biết, việc trục vớt ô tô gặp nhiều khó khăn do địa hình rất dốc, nhiều cây rừng. Trong chiều ngày 27 tháng 4, các cơ quan chức năng địa phương mới đưa ra phương án trục vớt chiếc xe. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 4, ô tô biển kiểm soát Lào Cai chở 4 người di chuyển trên đường 2B hướng đi thị trấn Tam Đảo. Tới km 21 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều do một nam thanh niên điều khiển, khiến 3 người trên ô tô và người đi xe máy tử vong. Sáng ngày 27 tháng 4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự và Trại tạm giam Xuân Lộc, Đồng Nai đã phối hợp bắt giữ Trần Văn Lượng, 43 tuổi, thường trú tại phường 3, thành phố Sóc Trăng, bị truy nã về các tội giết người, sử dụng, tàn trữ vũ khí trái phép và trốn khỏi nơi giam. Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Năm 1996, Bảo lãnh án tù chung thân về tội giết người và sử dụng, tàn trữ vũ khí trái phép. Sau đó trốn khỏi trại giam, đến Sóc Trăng thay họ đổi tên, rồi có vợ và hai con, thành lập công ty làm ăn cho đến nay. Giang Hồ Mạng, Huấn Hoa Hồng, một nhân vật nghiện ma túy, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu chửi bới trên mạng, vừa quảng cáo trên mạng xã hội về bộ sách dạy kiếm tiền của chính tác giả này. Tuy nhiên, một số bạn đọc đã mua bộ sách phản ánh, sách có rất nhiều lỗi chính tả, câu cú không theo một quy chuẩn nào, thích là viết tắt, thích là viết hoa. Một lãnh đạo của Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, bộ sách của Huấn Hoa Hồng trên bìa thông tin do nhà xuất bản Sài Gòn xuất bản, nhưng thực tế hoàn toàn không có nhà xuất bản nào được cấp phép có tên như vậy. Sáng nay, tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thị xã Di An, chị Đinh Thị Não gọi chồng là anh Đinh Văn Dũng, 36 tuổi, dậy đi làm nhưng không thấy chồng trả lời. Khi kiểm tra thì phát hiện anh này đã chết. Cùng thời điểm trên, người dân trong dãy trọ ở đường DT743, phường Tân Đông Hiệp, nghe có mùi hôi nên đi kiểm tra và phát hiện ông Lê Nguyễn Quốc Hưng, 51 tuổi, nằm chết trên võng. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trương Gia Huy, 21 tuổi, ngụ quận 10 để điều tra về hành vi hiếp dâm một người phụ nữ 43 tuổi. Trương Gia Huy là nam thanh niên xuất hiện trong video clip gây bức xúc trên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 4. Đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ khống chế và giở trò đồi bại với một phụ nữ tại một con hẻm trên đường Lão Tử, phường 11, quận 5. Mới đây, một nam thanh niên chạy xe máy trên vỉa hè ở Bình Dương thì bất ngờ bánh trước xe máy bị lọt xuống hố ga mất nắp khiến anh này ngã nhào. Nhiều người xem video bày tỏ lo lắng khi hố ga bị mở nắp mà không có cảnh báo, đặc biệt sẽ rất nguy hiểm trong thời tiết mưa gây đọng nước trên nhiều tuyến đường.